Đây là như sách Hoàng Nghiêm Quán đã nói, một niệm vừa động bèn trọn khắp pháp giới. Bất luận quý vị động niệm nào, vì thế sau khi đọc bộ luận này, chính mình phải hiểu. Chúng ta khởi tâm động niệm, dấy lên thiện niệm, những người tâm địa thanh tịnh trọn khắp pháp giới hư không giới đều thu được, đều nhận được tin ấy. Giống như chúng ta đang ở trên màn hình TV, toàn bộ hoạt động của quý vị họ thấy hết. Quý vị có thể gạt gẫm được người nào hay chăng? Quý vị khởi lên ác niệm, họ cũng biết hết, chẳng thể giấu giếm mảy may nào. Đừng tưởng người ta không biết, biết toàn bộ. Quý vị chỉ có thể giấu giếm chúng sanh mê hoặc điên đảo, họ không biết, chứ không gạt được người giác ngộ. Đây là chân tướng sự thật. Một niệm trọn khắp pháp giới, một niệm sanh ra vô tận. Đó tức là nói nó biến huyễn vô cùng, chứa đựng cả không lẫn có. Trong giáo pháp Đại Thừa thường nói tâm bao thái hư, lượng châu xa giới. Thật đấy, một niệm là như vậy, một hạt di trần cũng là như vậy. Bất luận là hiện tượng vật chất hay tinh thần, toàn bộ đều là như vậy. Hơn nữa vật chất và tinh thần là một, không hai. Nếu quý vị đã học ba tế tướng của A La Gia Thức, quý vị sẽ biết. Trong Đại Thừa Phật Giáo dùng ba tế tướng của A La Gia Thức để giải thích duyên khởi của vũ trụ. Vũ trụ do đâu mà có? Vạn vật do đâu mà có? Sanh mạng do đâu mà có? Ta từ đâu đến? Giải thích hết sức rõ ràng. Vì sao có thể hiểu rõ như thế? Đó là cảnh giới do chính những người đó giác ngộ chứng đắc, chẳng phải do nghiên cứu quan sát suy đoán như trong khoa học, chẳng phải, mà do họ đích thân thấy. Họ trở về tự tánh, thật sự hiểu rõ toàn bộ tánh tướng sự lý nhân quả trong tự tánh. Vì sao địa cầu ngày nay biến thành tình trạng như vậy? Vì sao nhiệt độ địa cầu tăng lên? Vì sao băng ở Nam Cực và Bắc Cực tan chảy? Vì sao các nơi bị động đất nhiều như thế? Kinh Phật giảng rõ ràng, mà cũng có biện pháp để giải quyết vấn đề này ra sao. Chỉ cần quý vị tin tưởng, địa cầu sẽ có thể lập tức khôi phục bình thường. Không chỉ hữu dụng đối với địa cầu, ngay cả các tinh cầu, tinh hệ trong vũ trụ cũng sẽ vận hành theo đúng quỹ đạo bình thường, chẳng đến nỗi rối loạn. Chúng ta đều có thể làm được, chứ các khoa học gia chẳng có cách nào. Vì sao có thể làm được? Vì hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng. Thái dương hệ sanh từ tâm tưởng, ngân hà hệ sanh từ tâm tưởng. Chỉ cần quý vị chẳng có quan niệm sai lầm, chúng bạn bình thường. Nếu quý vị muốn thay đổi chúng, chúng sẽ biến thành dị thường. Các nhà khoa học làm chuyện dị thường, muốn nhân định thắng thiên, muốn sửa đổi hoàn cảnh thiên nhiên, vấn đề sẽ nảy sinh. Vì sao có những hiện tượng này? Vì chúng từ tâm tưởng của quý vị sanh ra.
Hiện thời quý vị có tâm tưởng chẳng bình thường, chúng liền biến thành bất thường. Chuyện là như vậy đó. Vì sao trước kia bình thường như vậy, không ai nghĩ đến chuyện thay đổi hoàn cảnh tự nhiên, không ai có ý niệm này, cho nên địa cầu rất bình thường. Hiện tại các khoa học gia mỗi ngày động niệm phá hoại môi trường sống và hoàn cảnh tự nhiên, phiền phức dấy lên. Sau khi vấn đề nảy sinh, bèn bỏ tay không có cách nào, đáng thương quá. No.